Chế độ luyện tập, chế độ dinh dưỡng hàng ngày của mình cũng là một nguyên nhân gây ra tình trạng hormone. Vậy thì quan điểm này là đúng hay sai ạ? À? Những người có cơ thể đầy đặn á, thì sẽ không xuất hiện cái tình trạng hormone này. Vậy thì quan điểm này là đúng hay sai ạ? À? Những cái clip, những cái video luyện tập khắc phục hormone trong vòng 2 tuần. Vậy thì những cái bài tập này có thực sự có hiệu quả không anh? Chào các bạn, lại là mình đây, mình là Minh Hằng. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Nào Với Talk, đúng sai sai đúng. Đến với chương trình này, mình sẽ tổng hợp tất cả những kiến thức về sức khỏe, dinh dưỡng, luyện tập cùng với các master giàu kinh nghiệm tới từ câu lạc bộ Nào Fit sẽ cho các bạn cái nhìn khách quan hơn, tổng quan hơn trên quá trình thay đổi hình thể của mình nhé. Và hôm nay người đồng hành với mình đó chính là anh Giáp Phan. Xin chào các bạn, mình là Giáp Phan, hiện tại mình đang là master trainer cho Nào Fit Yoga Fitness Center. Thì mình sẽ cùng các bạn đồng hành trong số tập của ngày nhé. Và chủ đề tuần này mà chúng mình cùng nhau tìm hiểu sâu hơn, biết kỹ hơn đó chính là chủ đề tình trạng hormone của các chị em nhé. Trong quá trình chúng mình tìm hiểu những chủ đề cho Now Fit Talk của câu lạc bộ Now Fit thì cũng nhận được một vài số yêu cầu, lời đề nghị từ các chị em nói về cái việc hormone này có thật sự có phải là khuyết điểm trên cơ thể hay không và cách khắc phục nó như thế nào. Anh Nhắc ơi, vậy thì trong cái quá trình làm việc của anh á, anh có bao giờ gặp những cái cây tương tự như vậy chưa ạ? Thật sự đa số các bạn nữ đều quan tâm đến vấn đề tình trạng hormone của mình. Tại vì ở Việt Nam chúng ta, các bạn nữ thường hay đi tập gym thì sẽ hay xem các hình mẫu bên nước ngoài, đặc biệt là các bạn fitness girl. Và các bạn đó hay so sánh là bản thân mình có những cái tình trạng hormone rất là nhiều, thậm chí là 10 bạn nữ là hết khoảng 7 bạn là để ý đến vấn đề hormone và tìm cách khắc phục và đến gặp trao đổi với anh. Thì anh nghĩ đây là một trong những vấn đề, chủ đề mà các bạn khá là quan tâm, đặc biệt là các bạn nữ. Như thường lệ mình sẽ trao cho anh Nhắc hai bạn đúng sai để giúp mình và các bạn có thể hiểu hơn về chủ đề hormone này nhé. Đến với câu hỏi đầu tiên mà em nhận được thì cái tình trạng hormone này nó là di truyền, vậy thì quan điểm này là đúng hay sai ạ? Anh nghĩ nó là đúng nha. Cái tình trạng hormone á là nó do cấu trúc của cái khung xương chậu của chúng ta. Thì ở mỗi cá nhân, mỗi người họ sẽ có mỗi khung xương chậu có độ rộng và độ nhỏ khác nhau. Cái thứ hai nữa là mức độ phân bố mỡ ở trên vị trí từ phần mông và phần hông nó sẽ khác nhau, nên nó sẽ cấu thành nên các loại tỷ lệ của phần mông khác nhau. Thì thường thường chúng ta hay gọi có khoảng 4 nhóm mông hình thù khác nhau. Ví dụ như gen của một số bạn sinh ra là cấu trúc khung xương chậu lớn, thì cái phần mỡ ở vùng hông ở đây nhiều thì đôi khi người ta sẽ gọi đó là cái phần mông chữ H. Có những bạn có gen di truyền là cái phần mông tròn thì được gọi là cái phần mông chữ O. Một số bạn có mông cấu trúc giống như là chữ A vậy đó, người ta hay gọi là hình quả lê đó, rất là đẹp. Và cái cuối cùng đó là một cấu trúc nữa là cấu trúc mông hình chữ V. Thì cái đó là thường gặp ở những bạn mà không tập luyện hoặc là lớn tuổi về sau đó, thì cái phần mỡ nó bị tích trữ nhiều, nó sẽ hình thành cái cấu trúc mông như vậy. Quan điểm tiếp theo mà em nhận được đó chính là do tình trạng thiếu mỡ nên nó gây ra tình trạng hõm mông này. Quan điểm này là đúng hay sai ạ? Thiếu mỡ hả? Cái này anh nghĩ là sai, cũng không sai không đúng đi. Thì mình sẽ hiểu rõ hơn, tại vì thật sự ra cái phần hõm mông của chúng ta nó kéo dài ở phía bên đây. Thì trong giải phẫu học thì cái phần này người ta gọi là dãy gân. Thật sự ở chỗ đó nó hoàn toàn không có cơ, nên nó, để cái việc mà thiếu mỡ hay là dư mỡ thì đa số vùng mỡ sẽ tích trữ ở vùng hông ra là nhiều, rồi ở phần mông. Nhưng mà cái lượng mỡ đó nó sẽ làm cho cơ thể chúng ta, đặc biệt cái phần mông, nó nhìn cấu trúc nó không được đẹp, không được hài hòa. Chứ thật sự nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến phần hõm mông. Có nhiều người họ bị tích trữ ở vùng xương chậu nè, vùng mông nè, lượng mỡ và vùng mông của họ bị chảy xài, họ không tập luyện, thì có thể nó sẽ về mặt thẩm mỹ, khi chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ thấy cái hõm mông nó nhiều hơn đấy. Nên đôi khi để chúng ta có thể khắc phục được tình trạng hõm mông này thì việc đầu tiên anh nghĩ đó là cần tìm hiểu về các phương pháp tập luyện cho các nhóm cơ mông hiện tại trên cơ thể chúng ta đang yếu. Vậy thì anh nghĩ sao về
việc là chế độ luyện tập, chế độ dinh dưỡng hàng ngày của mình cũng là một nguyên nhân gây ra tình trạng hormone. Vậy thì quan điểm này là đúng hay sai ạ? Theo anh nghĩ là sai á. Tại vì tình trạng hormone á, như câu đầu tiên anh vừa nói rồi, đó là một cái cấu trúc về cái khung xương chậu của mỗi người khác nhau. Và đặc biệt cái vùng hormone ngay đây nó không phải có cơ. Khi chúng ta tập luyện ăn uống á, là chúng ta cải thiện các nhóm cơ mông mà hiện tại chúng ta có để tạo nên một cái vùng cơ mông săn chắc. Thì về mặt thẩm mỹ cũng như là về mặt cảm quan, khi chúng ta nhìn vào thì chúng ta sẽ cảm thấy cái phần mông nó căng đầy tròn đối với những bạn mà có tập luyện. Còn đối với những người không tập luyện, không ăn uống, không dinh dưỡng á, thì mỡ nó sẽ tích trữ nhiều. Đôi khi nó tích trữ nhiều ở những vị trí xung quanh thì nó vô tình nó sẽ làm cho cái thẩm mỹ khi chúng ta nhìn vào cái phần hõm mông sẽ càng lúc càng rõ hơn. Đó, nguyên lý là như vậy. Anh Nhất ơi, vậy thì anh nghĩ sao về những người có cơ thể đầy đặn á, thì sẽ không xuất hiện cái tình trạng hõm mông này? Vậy thì quan điểm này là đúng hay sai ạ? Anh nghĩ là sai. Thật sự ra là cái hõm mông á, là một phần mà rất nhiều người quan tâm. Khi mà chúng ta bị thừa cân đi, thì như anh nói, khi mà chúng ta không vận động mà chúng ta bị thừa cân thì cái vùng mỡ của chúng ta sẽ tích trữ rất là nhiều. Khi mà nó tích trữ, các bạn nữ ở vùng phân chi dưới á, vùng mỡ nó tích trữ ở phần hông nè, ở đùi nè, thì mông bị chảy xệ nè. Nếu chúng ta bị thừa cân đi, chúng ta bị tích trữ mỡ nhiều thì vô hình chung nó sẽ làm cho cái việc gọi là hõm mông ta sẽ càng lúc càng nặng hơn. Nó sẽ rồi cái thẩm mỹ nữ quan của chúng ta khi người khác nhìn vào thì đương nhiên cái vùng mà mỡ nó sẽ bị đầy lên và cái hõm mông sẽ càng lúc sâu đi. Nên anh nghĩ là việc cơ thể đầy đặn á, thì nó sẽ khắc phục được thì không đúng đâu. Chỉ có thể khắc phục ở chỗ là nếu như mình có phương pháp tập luyện ăn uống để kích thích, để cải thiện vùng cơ mông của chúng ta một cách thẩm mỹ nhất, thì vô hình chung khi mà chúng ta mặc đồ thì những người xung quanh người ta nhìn vào thì người ta sẽ cảm quan được cái sự hài hòa của phần cơ đùi mông của chúng ta, chứ không thể nào mà cứ để cho thừa cân hay là tích trữ mỡ nhiều thì nó sẽ có thể lấp được cái phần hõm mông đó. Vì chúng ta phải nhớ một điều là cái phần hõm mông kéo dài ở đây nó hoàn toàn không có cơ và rất là ít mỡ, thậm chí như cái vùng này nó là đa số là gân không à, nó là phần gân, dải gân, nên rất khó để chúng ta có thể khắc phục được cái hõm mông này. Anh Nhất ơi, vậy thì anh nghĩ sao về cái những cái clip, những cái video luyện tập khắc phục hõm mông trong vòng 2 tuần? Vậy thì những cái bài tập này có thật sự có hiệu quả không anh? Anh nghĩ là không có hiệu quả. Thật sự là không có hiệu quả. Các bạn phải hiểu một điều là khi chúng ta muốn cải thiện cơ thể, chúng ta cần phải có một kiến thức nền căn bản và tìm hiểu sâu hơn. Vì thật sự ra các trên mạng xã hội, các video clip và bản thân anh cũng có xem, thì thật sự ra những bài tập đó là những bài tập để tăng tương tác thôi. Thì chúng ta nhìn cảm quan thì chúng ta nghĩ nó sẽ có thể tác động vô hõm mông, nhưng mà thật chất ra cái vùng hõm mông anh nói rồi, nó không hề có cơ, nó là một cái dải cơ, dải gân không à, thì không thể nào tập luyện được. Và chúng ta phải hiểu cái cấu trúc cái phần mông của chúng ta, thì cái phần mông lớn nhất người ta hay gọi ở bên mặt ngoài đó là cơ mông lớn. Rồi tiếp theo bên trong á, nó sẽ có phần cơ mông nhỏ, cơ mông nhỡ, rồi có một cái cơ nhỏ nữa là cái cơ gọi là cơ thành lê. Thì các clip trên mạng xã hội, các bài tập đó chỉ là sử dụng body weight là chính. Anh thấy toàn là squat nè, rồi những bài lên, những bài mà sử dụng chính cơ thể chúng ta thì thật sự nó tác động không có nhiều. Thì qua thời gian lâu và dài á, nó sẽ không hề làm cho cái cơ vùng mông của chúng ta có thể thay đổi được nhiều gì cả, cũng không thể nào khắc phục được cái hõm mông. Cái này là anh thấy rất là nhiều bạn đã thử và không đạt hiệu quả rồi. Điều thứ hai nữa là các bạn phải tìm hiểu kỹ là cách thức ăn uống, dinh dưỡng, chế độ tập luyện nào phù hợp với tình trạng cơ thể chúng ta trong mỗi giai đoạn. Tại vì cấu trúc mông của mỗi người nó sẽ khác nhau, nên nó sẽ có phương pháp tập luyện, bài tập khác nhau. Và đừng quên tìm hiểu sâu hơn về các nhóm cơ, tại vì nó chỉ có vài nhóm cơ trong cái phần mông chúng ta. Mà nếu chúng ta muốn khắc phục, chúng ta phải lựa chọn tập gym hoặc là tìm những người có kinh nghiệm hướng dẫn chúng ta cải thiện từ bước 1 cho đến về sau. Và đặc biệt nhất, một số bạn trước đây có những cái tình trạng mà phổ biến nhất luôn đó là bị chấn thương. Tại vì khi mà tập cơ đùi mông là một cái nhóm cơ lớn. Cái thứ hai nữa là phần đùi mông nó có gắn liền với phần xương đốt sống thắt lưng của chúng ta, cộng với là các dây thần kinh. Nếu chúng ta tập luyện một là trọng lượng quá nặng, không có tác động đúng kỹ thuật thì nó sẽ ảnh hưởng đến dây thần kinh và đặc biệt là đốt sống. Cái thứ hai nữa là những bài tập mà các bạn cứ nghĩ là nó sẽ kích thích phát triển cái hõm mông cho nó đầy lên,
thì vô hình chung nó sẽ lại ảnh hưởng đến cái cơ gọi là cơ quả lê ở bên trong của chúng ta, vâng vâng không? Thì cái cơ quả lê đó là nó tiếp xúc với rất là nhiều dây thần kinh của cái đốt sống của mình. Thì qua thời gian lâu và dài, nếu như các bạn không có cái kiến thức về kỹ thuật tập cho đúng, thì lâu dần nó sẽ dễ dẫn đến là tình trạng là giãn cái phần cơ đó nhiều quá. Và khi giãn quá thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến một cái triệu chứng đầu tiên là các bạn sẽ hay cảm giác bị đau, nhức tê, nhức thắt lưng, tại vì nó tác động lên cái dây thần kinh đốt sống của chúng ta rất là nguy hiểm. Và anh đã thấy rất là nhiều tình trạng các bạn gặp bị hội chứng về quả lê, cơ lê này rồi. Nên là việc có một cái phần chi dưới đùi mông đẹp thì chúng ta phải làm việc đầu tiên đó là tìm hiểu những kiến thức, đặc biệt nhất là cái cơ ở vùng mông chúng ta là bao gồm những cơ nào, để chúng ta lựa chọn những phương pháp tập phù hợp để có thể kích thích cho những cơ đó phát triển một cách toàn diện. Từ đó nó sẽ tạo ra một cái vùng cơ mông đẹp dành cho các bạn nữ mà không phải ảnh hưởng những cái tác dụng phụ, đặc biệt là các hội chứng liên quan đến đốt sống nè. Cái thứ hai nữa là về vấn đề hội chứng về cơ lê. Anh Nhất ơi, anh nghĩ sao về quan điểm khi mình luyện tập á, mình có thể cải thiện được cái thẩm mỹ của cái phần hõm mông này? Vậy thì quan điểm này là đúng hay sai ạ? Anh nghĩ là đúng. Tại vì chỉ có tập luyện, ăn uống đúng cách và phương pháp kéo dài qua một thời gian thì từ từ cái phần kết cấu thẩm mỹ của phần mông chúng ta nó sẽ thay đổi. Chứ chưa hẳn là lấp đầy cái phần hõm mông nha. Anh mới nói là hõm mông đây là một cái dải gân rất rất khó để có cải thiện, vì nó là cái yếu tố cấu trúc về khung xương chậu của mỗi người. Thì để khắc phục ở đây đó, là anh nói thẳng luôn là tất cả những bạn mà đi tập luyện, dù là có tập luyện lâu năm, thì thật sự cái phần hõm mông cũng chưa cải thiện được nhiều, ngoại trừ việc là các bạn tác dụng thẩm mỹ, có thể là tiêm filler hoặc là tiêm mỡ để lấp đầy đó. Mà các bạn ở bên nước ngoài hay làm, ở Việt Nam mình thì không biết có làm chưa. Nhưng mà việc tập luyện nó sẽ giúp cho kết cấu vùng cơ mông của chúng ta sẽ săn chắc và đẹp hơn. Đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Tại vì cơ bắp mà chúng ta có thể tập luyện cho nó khắc phục được thì nó sẽ giúp loại bỏ bớt tất cả các lượng mỡ thừa ở xung quanh xương chậu nè, vùng mông nè, và vùng đùi nè. Thì về thẩm mỹ, cảm quan của mọi người xung quanh khi nhìn vào, thì các bạn tưởng tượng đi, khi các bạn tập luyện một thời gian dài, các bạn cách tập các nhóm cơ mông lớn nè, cơ mông nhỏ nè, nó đầy và nó săn chắc, thì khi cái góc nhìn, tùy theo góc nhìn mỗi người nè, khi mà mình nhìn vào thì nó sẽ săn chắc và đẹp hơn rất là nhiều so với việc chúng ta không tập luyện. Tại vì chúng ta cũng có hiểu là hõm mông đó, khi cơ mông lớn chúng ta đủ lớn nè, cơ mông nhỏ chúng ta dày lên, thì khi chúng ta mặc đồ đôi khi nó sẽ lấp đi bớt được cái phần hõm mông của chúng ta một cách hiệu quả. Vì vậy các bạn nên chọn phương án là tập luyện và phương án ăn uống dinh dưỡng đúng cách, thì dần dần nó sẽ cải thiện được cái gọi là cái thẩm mỹ của cái phần cơ đùi mông của các bạn và cảm quan của người khác khi nhìn vào. Tùy theo góc độ nữa, thì ít phần nhiều thì cái phần cơ phát triển sẽ lấp được cái phần cảm quan của người khác khi nhìn vào cái phần cơ đùi mông của các bạn. Tiếp theo mà em nhận được đó chính là mình chỉ cần tập trung tập luyện những cái nhóm cơ lớn về mông hoặc đùi thì mình đã có thể cải thiện được hõm mông rồi. Vậy thì quan điểm này là đúng hay sai ạ? Anh nghĩ là sai. Sai ở đây là vì một vài yếu tố còn thiếu. Thiếu ở đây là khi chúng ta đã lựa chọn tập luyện cải thiện cơ thể, cải thiện body, thì chúng ta cần phải có những cái kiến thức và cải thiện toàn diện. Có nghĩa là không thể nào mình cứ tập trung là cứ 1-2 ngày hoặc là ngày nào chúng ta cũng chỉ tập những cái nhóm cơ đùi mông. Như vậy thì nó sẽ gây ra một cái tình trạng là cái nhóm cơ của ta bị chai, và nếu không có cái phương pháp tập luyện và cải thiện cái trọng lượng cường độ tập thì nó sẽ cứ như vậy hoài. Nên nếu chúng ta tập luyện cải thiện cơ thể thì chúng ta hãy set up một cái plan tập luyện đều trong vòng 1 tuần, có thể là 4 ngày hoặc là 5 ngày. Sau đó chúng ta set up các ngày tập đùi mông xen kẽ với nhau để giúp cho cơ thể chúng ta nó luôn 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 có những cái sự gọi là mới mẻ trong việc tập luyện. Và điều này quan trọng nhất là chế độ dinh dưỡng thì không bàn nó rồi, tại vì dinh dưỡng là cái để giúp chúng ta phục hồi sau những buổi tập. Còn về vấn đề tình trạng hõm mông á, thì chỉ có những cái phương pháp tập luyện các nhóm cơ đùi mông xen kẽ mỗi ngày với nhau, kết hợp dinh dưỡng đúng, thì nó sẽ dày lên, tạo cho các bạn một cái gọi là cấu trúc đẹp hơn với cái body của chúng ta. Tại vì mông của mỗi người nó sẽ có một cấu trúc khác nhau. Giống như hồi nãy câu đầu tiên anh có nói đến vấn đề là 4 thành thù của cơ mông rồi. Vậy nên chúng ta hãy sử dụng các bài tập phù hợp với lại các cơ địa
Tại vì có những cái vùng cơ của chúng ta mỗi người mỗi khác nhau nên sẽ phải có những phương pháp tập khác nhau. Vì vậy đòi hỏi điều đầu tiên là cần phải tìm hiểu cơ thể chúng ta đang như thế nào. Cái thứ hai, tình trạng lượng mỡ cơ thể chúng ta ở các vị trí nào là nhiều nhất. Và cái thứ ba nữa là sử dụng phương pháp chế độ dinh dưỡng phù hợp trong từng giai đoạn để cho chúng ta đạt được cái hiệu quả tốt nhất trong việc cải thiện cái thẩm mỹ về cái cơ đùi mông của chúng ta. Một câu hỏi tiếp theo em nhận được đó chính là khi mà mình bị tình trạng hóc mông á, nó sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của mình. Vậy thì quan điểm này là đúng hay sai ạ? Thật sự thì em thấy nó sai, tại vì nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Sinh hoạt hàng ngày thì thật sự cấu trúc cơ thể con người chúng ta là ai cũng có hóc mông cả, và nó không hoàn toàn ảnh hưởng đến cái công việc hàng ngày của chúng ta. Có chi ảnh hưởng ở đây là ảnh hưởng về cái sự tự tin thôi. Có nghĩa là đôi khi đối với một số bạn nữ là hay soi gương, chúng ta mặc đồ hoặc là đặc biệt là mặc các loại quần ôm, quần bó mà sáng màu thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ, thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng đến vấn đề tâm lý. Thì cảm quan của chúng ta khi đi ra ngoài thì cứ nghe sợ người khác chú ý là thấy mình có cái mông nó bị hõm rồi, người ta nghĩ mình bị mông lép hay này kia, thì đó sẽ là một cái ảnh hưởng nhỏ. Chứ việc ảnh hưởng đến toàn bộ cái công việc hay là cái hàng ngày là hoàn toàn không, tại vì đó là cái cấu trúc tự nhiên. Còn việc chúng ta muốn đẹp hơn, thẩm mỹ hơn thì chúng ta chọn phương pháp tập luyện các nhóm cơ đùi mông để cho nó kích thích cho các nhóm cơ phát triển và cân đối đại lực cái phần đùi mông của chúng ta lại, và nhiều khi lúc đó nó sẽ giúp chúng ta tự tin hơn trong việc diện các cái quần mà sáng màu cũng như là ôm body để khoe các đường cong ra. Đó, nó chỉ ảnh hưởng tí xíu về vấn đề là cảm quan và cái sự tự tin của bạn khi đi ra ngoài, những sợ người khác nhìn vào thấy các bạn bị cái hỏng mông đó thôi. Quan điểm tiếp theo mà em nhận được đó chính là khi mà mình ngưng luyện tập á thì hỏng mông sẽ quay trở lại. Vậy thì quan điểm này là đúng hay sai vậy anh? Đúng. Tại vì cứ mà cái việc mà không tập luyện là anh sẽ phản bác liền. Tại vì bản thân chúng ta hàng ngày đi làm áp lực stress thì chúng ta nên chọn là một tiếng đồng hồ để chúng ta tập luyện, và tập luyện để cải thiện sức khỏe. Cái hai, cải thiện về cái thẩm mỹ body. Thì để cải thiện cái thẩm mỹ body thì chúng ta cần tập, nên người ta mới nói là tập luyện thể dục thể thao là tập cả đời. Nó sẽ tạo cho chúng ta một cái lối sống khỏe mạnh và cái cơ thể đẹp trong cái thời gian mà chống lại được lão hóa. Vì vậy khi chúng ta không tập, anh mới nói là khi các bạn đã không tập thì cơ thể chúng ta nó sẽ bị vấn đề là tình trạng mỡ tích trữ rất là nhiều. Thì khi chúng ta đã tập luyện rồi mà chúng ta lại ngưng nữa thì đương nhiên cơ thể chúng ta sẽ quay trở lại trạng thái trước kia, là cái trạng thái không tập luyện, thì lượng mỡ ở các vị trí mà trên cơ thể chúng ta đã từng có đó thì nó sẽ tích trữ lại nhanh hơn, nhanh lên nè. Và khi nó tích trữ lại như vậy á, thì đương nhiên cấu trúc mông đùi của chúng ta nó sẽ bắt đầu thay đổi lại, quay về vị trí lúc ban đầu, thì cái hõm mông đương nhiên nó sẽ phải hình thành trở lại. Tại vì lượng mỡ, ví dụ đơn giản hơn, lượng mỡ vùng hông nó tích trữ nhiều hơn, mông rồi lượng mỡ đùi nó nhiều hơn, nó tăng lên, thì đương nhiên cái phần hõm này nó sẽ lộ rõ hơn, và khi cảm quan người ta nhìn vào, người ta sẽ thấy nó sẽ bị hõm ra nhiều hơn so với việc là chúng ta không tập luyện. Nên thật sự ra đã tập luyện là chúng ta phải tập luyện một cái thời gian là suốt cả cuộc đời, biến nó thành một cái lối sống hàng ngày lành mạnh và dành ra khoảng 30 đến 60 phút một ngày. Có thể là một tuần chúng ta tập 4-5 ngày cũng được, để duy trì cái lối sống này, duy trì cái cơ thể khỏe mạnh và hạn chế được lão hóa, cũng như là hạn chế được những cái tác động xấu, cũng giống như là cái phần hóc mông mà em vừa hỏi đó. Anh Nhất ơi, vậy thì qua cái chủ đề ngày hôm nay, anh có lời khuyên gì dành cho các bạn muốn cải thiện cái hóc mông của mình không ạ? Ok, một số lời khuyên mà rất muốn dành cho các bạn khi các bạn có nghĩ đến việc cải thiện hóc mông, đặc biệt là các bạn nữ. Thì trước khi các bạn muốn cải thiện nguyên cả phần đùi mông, phần chân của chúng ta cần phải có một cái tìm hiểu. Cái điều khuyên đầu tiên là hãy tìm hiểu kiến thức về nó. Đầu tiên là kết cấu. Nếu chúng ta không muốn tìm hiểu sâu, chúng ta có thể biết sơ những nhóm cơ nào ở phần đùi mông chúng ta là chính. Để làm chi? Để chúng ta set up một cái plan tập luyện nó phù hợp với các nhóm cơ đó. Rồi, ví dụ như cơ mông chúng ta sẽ có đặc biệt chú ý nhất là cái phần cơ mông lớn, là một trong những nhóm cơ mà có thể kích thích được, gọi là kích thước, cải thiện kích thước của cái vùng mông. Rồi, cái thứ hai là nhóm cơ mông nhỏ đó, rồi tới cơ mông nhỏ bên trong, cơ đùi, đùi thì có cơ đùi ngoài, cơ đùi trong, cơ đùi trước nè. Thì các bạn cần phải tìm hiểu những cái căn bản như vậy trước, để các bạn hiểu là cái bài tập đó nó sẽ tác động vào nhóm cơ nào. Cái thứ hai là hãy thường xuyên soi gương, nhìn toàn bộ tổng diện cơ thể, để chúng ta hiểu được cơ thể chúng ta đang tích trữ mỡ ở vùng nào nhiều nhất. Cái thứ ba là xác định coi cơ thể chúng ta đang có cấu trúc về khung xương chậu lớn hay là nhỏ, để coi xác định là hình thù của phần cơ vùng mông của chúng ta nó thuộc cái nhóm hình thù nào, cơ mông hình chữ H,
chữ O, chữ A hay là chữ V. Đấy, vì mỗi hình thù nó sẽ có những cái ưu điểm, khuyết điểm. Cái thứ hai nữa là nó sẽ có những cái kết cấu khác, thì biên độ tập luyện trong các bài tập chúng ta lựa chọn nó sẽ phù hợp với mình hơn. Rồi, điều quan trọng kế tiếp nữa là về chế độ dinh dưỡng, thì nó cũng giống như việc tăng cơ giảm mỡ này kia, thì chúng ta cũng cần phải thiết kế một cái chế độ dinh dưỡng để làm sao cơ thể chúng ta loại bỏ bớt được các lượng mỡ thừa. Tính toán TDE nè, rồi hàm lượng calorie chúng ta ăn vào cùng với hàm lượng calorie chúng ta đốt đi khi kết hợp với lại tập luyện. Rồi, nên biến cái việc tập luyện là một cái việc mà chúng ta sẽ duy trì nó từ đây cho đến sau này. Đừng biến nó trở thành một cái công việc tạm thời, là bằng cách là tập cho xong rồi sau đó đẹp rồi ngưng. Đừng bao giờ có suy nghĩ đó. Vì khi chúng ta đã bắt đầu thì chúng ta hãy duy trì nó càng lâu càng tốt. Ngoại trừ những lúc các bạn bận việc gì đó thì các bạn có thể ngưng và sau đó chúng ta có thể tập bù lại. Điều quan trọng kế tiếp nữa nè là đừng quá đặt nặng tâm lý về cái vấn đề hở mông. Tại vì chúng ta ai cũng sẽ có vấn đề hở mông đó, vì đó là một cái phần giãn cơ. Các bạn nên nhớ đây là giãn gân, đây là một cái giãn cơ màu trắng và hoàn toàn không có thể tác động được. Nên chúng ta chỉ có thể tác động được các nhóm cơ xung quanh nó, để khi mà chúng ta tập luyện các nhóm cơ đó nó săn chắc, nó loại bỏ bớt được mỡ thừa, nó đầy lên, thì khi chúng ta mặc quần, chúng ta mặc các bộ đồ ôm đi, thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta lấp đi về mặt thẩm mỹ. Khi người khác nhìn vào, nó có thể che lấp đi bớt cái phần hở mông đó. Vậy nên mọi thứ cần phải có từng bước, nên các bạn đừng bao giờ quá áp lực vì nó mà khiến cho các bạn bị stress. Đó là tất cả những cái gì mà Jack khuyên khi các bạn có suy nghĩ muốn khắc phục cái hở mông này. Các bạn ơi, nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào về chủ đề hóc mông hay kiến thức dinh dưỡng về luyện tập sức khỏe, các bạn hãy comment ngay dưới livestream này nhé. Mình và anh Jack Phan sẽ trả lời tất cả những thắc mắc của các bạn ở video tiếp theo. Thời lượng của tập hôm nay đến đây là hết rồi. Mình là Minh Hằng. Anh là Jack Phan. Xin chào và hẹn gặp lại.